Thưa quý vị, nhằm chia sẻ với những khó khăn của người lao động Quảng Ngãi đang ở tại Đà Nẵng, nhất là những lao động tự do, những ngày qua, Ban Liên lạc Hội đồng hương Quảng Ngãi tại Đà Nẵng đã phân bổ hàng trăm suất quà trao đến tay người dân. Từ sự hỗ trợ của Hội Doanh nhân tỉnh Quảng Ngãi tại Đà Nẵng cùng một số tổ chức cá nhân, từ đầu mùa dịch đến nay, Ban Liên lạc Hội đồng hương Quảng Ngãi tại Đà Nẵng đã vận động được hàng trăm triệu đồng trao quà và tiền mặt đến tay lao động tự do, lao động thời vụ, người Quảng Ngãi đang ở tại Đà Nẵng. Riêng đợt này, hơn 400 phần quà với tổng giá trị 150 triệu đồng được gửi đến người dân qua lực lượng công an các quận huyện khi thành phố Đà Nẵng thực hiện chủ trương ai ở đâu thì ở đó. Cái đối tượng này là gồm những cái bà con ra đây là bán vé số là chủ yếu. Thứ hai là nhặt ve chai. Thứ ba là làm chợ hồ, đi bán hàng rong, bán bộ thủ tiếu, bán bánh mì, rồi lao động chân tay, đi làm việc nhà. Nhờ các đồng chí công an của Đà Nẵng, tất cả các cuộc thì đã rất nhiệt tình mang quà, đến nhận quà, mang quà đi trao tận tay cho bà con. Trong những ngày qua làm việc đó hết sức tình cảm, xúc động, để lại nhiều ấn tượng cho bà con. Hiện Hội đồng hương Quảng Ngãi tại Đà Nẵng đang tiếp tục vận động các mạnh thường quân phối hợp với các địa phương ra soát kết nối với những người dân đang gặp khó khăn, với mong muốn phần nào chia sẻ đồng hành cùng bà con trong thời điểm khó khăn này.